Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum, những năm gần đây, diện tích sầu riêng đang tăng nhanh từ 1.500 ha năm 2022 lên hơn 2.500 ha vào cuối năm 2023 và dự kiến hết năm 2024 sẽ đạt khoảng 3.500 ha. Ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum khuyến cáo nông dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích sầu riêng dẫn đến cung vượt quá cầu, mà phải tập trung xây dựng thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để đảm bảo tiêu thụ được cả trong và ngoài nước.